Nấm bệnh gây hại cho cây trồng, làm cây trồng trở nên kém năng suất, thẩm mỹ, thậm chí có thể gây chết cây, thiệt hại kinh tế vô cùng lớn đối với nhà nông. Nấm một khi lây lan sẽ rất khó ngăn chặn, sử dụng ngay sạc bệnh 1102 là thuốc đặc trị thế hệ mới được kết hợp với ba hoạt chất hexaconazole, chisiclazole và sunfua, có khả năng tiếp xúc, nội hấp, phổ tác động rộng, phòng trừ các loại đối tượng bệnh do nấm gây ra như bệnh phổ biến như nấm hồng, khô vàng, đốm lá trên cây, lem lép, đốm nâu, vàng lá, đạo ôn trên lúa, nấm hồng, khô cành, khô quả, thối trái, tháng thư, phấn trắng, hoặc các bệnh như ghẻ sẹo, xì mũ, trà lá, vàng lá, rỉ sắt, đốm nâu, khô đen bông trên các cây như ớt, hành, tỏi, dưa hấu, khổ qua, cam, quýt, bưởi, thanh long, sầu riêng, ổi, cà phê và một số sản phẩm khác. Pha 50ml cho bình 25 lít nước, 200ml cho phi 200 lít nước, phun thuốc khi bệnh chấm xuất hiện. Lượng nước phun là 400-500 lít trên 1 hecta, thời gian cách ly là 7 ngày. Bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 để được tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm chi tiết về sản phẩm.